Mà lốc này, mấy bạn này đi, hai bạn này luôn đi. Nhiều tiền phết bạn, nhiều tiền phết các bạn ơi. Mà lốc ba một con này cho bạn này, bạn này này. Ok, hết rồi này. Không cắt. Ok, lấy luôn một cắt. Vốn cắt ba sao. Mà lốc ba vốn cắt ba luôn các bạn ơi. Cháy. Thì lên keo ba nhỉ. Lên keo ba nữa. Clip này hoàn thiện luôn đấy. Keo ba, mà lốc ba, vốn cắt ba. Ôi, có thể đặt sao. Thế một con tẹo thôi được. Đây rồi. Chính xác là bạn ấy. Chính xác bạn là bạn ấy đấy. Chính xác là bạn đấy. Anh yêu em. Ok. Hello mọi người. Chào mọi người quay trở lại với channel của CZ. CZ. Xua la la la. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms. I don't wanna hurt. 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. À, giáp hỏa mệnh. Và như mọi khi thôi thì có giáp hỏa mệnh thì mình sẽ ưu tiên đánh nhá. Nhà thú. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms. I'm not. Ok, còn giáp hỏa mệnh là mình cứ tự tin chơi thôi. Không quá khỏe nhưng mà mình có thêm một mạng thì cũng khá là yên tâm. Nhà này cũng khá yếu này nào. No problem. Stay in my rồi, thế để đấy tạm mà Banoman chưa đã nhé. Phải, để cho Florentino. Don't get too close to me. À, thằng Đào. Thằng Đào thực ra là bạn mình ấy. Mới tuyển về chơi. Thế ra trước mình với Thắng Đào chỉ chơi liên quân cùng với nhau thôi, nhưng mà Thắng Đào thấy mình với Đan chơi cờ cuốn quá nên là không chịu được, phải chơi cờ cùng. Bây giờ bạn Thắng Đào bạn ấy nghiện cờ rồi. Không cản được. Thế bạn đứa này thôi. Đứng ra cũng ok, không phải quá xấu nhưng mà cũng không phải quá đẹp. Mà cũng đủ để đánh chuỗi thắng các bạn ạ. Hoàng giáp hồng mệnh. Sounds good. Ok nhé, mình có chuỗi thắng rồi. Chơi chiêu chiêu. Chuỗi thắng đi. Cố gắng các bạn giữ chuỗi thắng thôi. Các bạn cứ up cấp sớm, lên level sớm, nhiều tướng. Giữ chuỗi thắng. Tây thôi. Rát. Rát. Có liềm. Thế đánh thú chắc luôn nhé. Ở hai trang bị này auto đánh thú.
Vera 2 này. Thường bắt mình kia. Con này mình mất chuỗi rồi. Dễ mình mất chuỗi rồi. Ui, đá đau thế. Cho cái thương xuyên phá cho bạn Amelie ạ. Chắc phải lấy cho lỗi thôi, cho bạn ấy cho lỗi. Zapkaya thì hợp lý hơn, nhưng mà mình đã có giáp bổ mệnh rồi, với cả mình chưa có đồ mana nào thì khả năng lấy cái dây chuyền đi. Dây chuyền này dùng cho con ma lốc cũng được, thì con ma lốc có dây chuyền này cũng ok. John ok lên nhé, giữ máu. Ok phết này. Ôi tao mình Chrissy giữ lại thì nữa có teo nhé. Ok. Thế bây giờ mình mới đang 6 tướng đánh thú hơi căng. Nó cũng chưa đủ thú. Thú bây giờ cũng chẳng có gì gánh team được, chưa có teo. AT 2 cho T1. Giữ Noman thế này. Giữ Noman cầm móng. Chưa có bạn yêu cầu mình đánh pháp sư trợ thủ. Nhưng mà mình đánh vẫn chưa được trận nào. Tại mình chưa đánh quen mình đầy lắm ấy, nên là đánh không thắng được. Pháp sư trợ thủ thì các bạn ấy bảo mình đánh 5 pháp sư, xong rồi có nhà ma pháp nghị viện nó sẽ búp cho 1 pháp sư thì bỏ con rat đi. Tao cũng thấy bỏ rat hơi phí, bởi vì rat nó thêm được nhà Noman nữa. Không có rat đánh thêm thì 5 pháp sư này cộng với cả trợ thủ là thêm 1-2 bạn nữa keo luôn này. Chrissy 2 này, thích cho keo với Chrissy vào gánh được đấy. Ok, nốt vòng sẽ cho luôn vào được, cho luôn vào được hay thôi, vẫn giữ được 3 Noman và có thêm keo Chrissy này đi bán đi. Nếu mình cho 4 thú vào là xong. Ok. Tướng mình khá là đầu game khá là khỏe, giữ máu được ok. Pháp sư thì nếu mà giữ 5 pháp sư này, 2 trợ thủ 8 tướng này. 8 tướng thêm con thên là 9 tướng, thêm con cát là 10. Nghe em hợp lý nhỉ? Hợp lý. Em hợp lý mà sao mình đánh nhá. Mình đánh ấy cứ thấy thiếu thiếu nhỉ. Mình đánh hắc ám. Tại vì giả sử nhá, nếu mà mình đánh hắc ám thì mình sẽ đánh 3 hắc ám này. Trợ thủ đã 8 tướng rồi. 9. Thêm Dirac nữa. Dirac là thành 9 tướng, thêm một con là con cát, một con nữa là con thên. Thế là hết cỡ rồi nhỉ. Chắc mình đánh 4 pháp sư được nhỉ. 3 pháp sư, 4 pháp sư. Ok. Mình tính thừa một slot tướng sao ấy. Nó tính thiếu thiếu gì đó.
À, đến đấy mình nghiên cứu rồi mình sẽ tiếp thu đánh sau vậy. Khá nhiều sát thủ bạn ấy đồ cũng khá là ngon đấy. Nhưng mà có nhiều thương quá các bạn. Mình sợ teo mình mới bắt thôi, nhưng mà teo mình có liềm với cả giáp hộ mệnh rồi. Cái này ta, cái này thì con Nakoth nó sẽ vào giữa để nó chém, con chắc nó chém Chrissy thôi. Nó Chrissy sẽ đi bộ lên này, nên ra chém Chrissy. Theo là Vera mình đứng hai hai bên sống ok, trông nhà này ok. Hai đồ này chán đi nhau nhưng mà cái gì ta? Để thành kiếm cho con teo bắn đau hơn cũng được. Con teo mà thú chết rồi mà nó bắn ra đau lắm. Đồ thủ kia thì cũng không thích đồ thủ kia lắm. Thấy khỏe đầu game hơn. Vẫn hai thương hai bên này. Nakoth bay xuống Ngọc Đại này. Hơi rén mặt Nakoth này không? Hơi rén. Ok, máy góc không tập. Theo ulti đẹp luôn này. Hala. Vera mình trông thấy nó gánh team phết. Kéo choáng phát nữa. Ok. Choáng đúng lúc còn cho nó đi bộ ra đèn thế. Ok, thêm bạn teo nữa. Red nữa, ok. Cho teo nữa vào luôn không nhỉ? Teo nữa vào luôn là ulti được luôn. Mình cho Red được. Red mình cũng không hy vọng gì Red này nộ được lắm, nhưng mà đánh cho teo thì cũng không cần, con teo ulti được luôn. Thế con teo ulti được nhiều lần thôi, nhưng mà mình thử cho con Red đi xem con Red nộ được không. Hala. Kè nó cót này. Ai à? Theo mình phải bắn ulti vui. Bắn ulti quả này trúng nắp ngon. Tìm lấy ấy mình rồi. Vọt này ulti các bạn ạ. Vọt này ulti mình khó đánh. Nhiễm sát thương nhiều. Theo mình hai theo một nữa. Biết để Vera khi ngon hơn không nhỉ? Biết để Vera ngon hơn teo không nhỉ? Không biết được. Không biết được. Oh, Dirac này. Ra Dirac sớm phết. Đấy này đi lên Dirac. À, Malok này. Để Malok ấy khóa lại nhá. Nếu vào đấy mình không cần bán Vera đâu, nhưng mà mình tưởng mỗi Dirac không thì mình bán Vera thì mình mua Dirac luôn. Thêm cả con Malok nữa. À, floor bên kia xuyên con xin con quét mình sớm nhỉ. Nay team mình nhiều đam rồi. Bỏ lại chắc ăn được. Là mình cũng bị đãng trí phết kìa. Vừa khóa lại xong rồi mình không nhớ mình khóa lại chưa ấy. Khóa thêm lần nữa. Mình cho thêm bạn thú này, cho bạn thêm bạn thú này đi. Tại vì cho bạn thú kia về thú này cũng không khác gì nhau, mà con thú này là thú Crest nên là nó uy tín hơn đấy các bạn. À, nếu khi nào ban Doom thì nhà ban Doom thì mình cho ban Doom mà không. Nhiều lúc mình hay bị quên mặt tướng ban Doom cực luôn ấy, bởi vì mình nghĩ đánh thú ấy. Nên là những lúc thấy ban Doom mình không lấy đâu. Kiểu như lúc mà tìm được ban Doom ấy cũng là lúc kiểu giữa giữa game ấy. Xong rồi giữa giữa game trong đầu mình chỉ chăm chăm tìm Malok với cả Von Cát các thứ. Lúc bị trôi con ban Doom cũng không
không có để ý luôn. Đây, đây bạn này nhé. Này nó lốc đi được không nhỉ? Thú ơi lên trước đi. Bạn ra đây này, Phương bắt ở đây này. Đây đi. Tạm thời này đấy nhá. Để phòng cái thương bên kia nó bắt thì bắt được con quét của mình thôi. Thương bên này bắt thì bắt con này. Còn nếu mà thương vào giữa là nó bắt con, bắt con Quizzix thôi. Ok, theo mình mong bắn được con Floor này ngon này. Ok, bắn được. Sợ bắn được con Floor nó xử mình luôn. Mahala. Đánh thú thì nếu mà các bạn dồn đam cho teo các bạn lại sợ nắc. Một cái thương xuyên phá hay là gì mình sẽ... Ma tộc này. Dốc mệnh cũng ngon nhưng mà thẻ ma tộc cũng quý quý giá phết nhá các bạn nhé. Hay tạm bạn này là lấy 3 ma tộc. Ok. Tí nữa thì mình sẽ bỏ con Vera đi để mình cho Chrissy và thay đánh ma tộc. Đủ thêm tướng luôn này. Ngọc thật đấy. Đang 4 thú các bạn ạ. Chưa cho được vào. Tăng sao nữa. Sao lại thể mình lên Malok 3 hoặc là tí nữa mình lên Volcat 2. Tùy xem trường hợp thế nào mình lên. Mình lên 9 tướng đã. Ban Doom chắc theo thời gian sẽ lấy được Ban Doom. Có khi mình thấy Ban Doom rồi mình quên không lấy chứ. Lúc mình ngáo ngáo. Trôi qua nhanh quá tầm mắt ấy. Mình cứ roll nhanh bản năng. Thì lấy con cát này. Nó cái con cát này không bao giờ quên được các bạn ạ. Riêng có con cát thì mình không quên được. Thế mình này mình cho con teo nhá. Cho con teo ma tộc ngon hơn. Vậy thôi. Roll một phát không có gì. Roll một phát không có gì. Okay. Chỉ để hẳn 4 ma tộc này bởi vì mình đang cát thừa slot tướng. Mà cũng chưa lên được 6 thú rồi. Để hẳn 4 ma tộc cho nó máu. Chào công ty phát đẹp này. Nice. Các mình chưa sách thánh. Lúc mình đổ cũng chưa ngon lắm. Nó phải dùng tạm các bạn. Okay. Thôi để hai bạn này xuống nhé. Bởi vì mà lúc mình ulti hơi lâu, chờ mãi ulti nên là mình sẽ cho thú lên trước và chết trước. Mà thương bế thì thương cứ bế thôi. Mình vấn đề. Ui, hai thương cơ. Lấy sư con cát mình lên. Đấy. Cát nhảy chưa đấy. Xem sao, nhảy lại đi. Hai thương các bạn ơi, mình nhả hai thương à. Thương mình lại phải né kiểu gì nhỉ. Red 2 này. Còn lên 9 á, lên 9 mình sẽ... Tại mình cũng chưa đủ 6 thú là mình cũng không cho được thú vào. Ok, làm sao? Lên rồi, bắt đầu tìm tướng sớm hơn cũng được. Ok. Người buồn này.
Đặt con này vào nhá. Thêm mạng thú nữa đấy. Cái... Ui, hai thẻ đáng sao này. Ném một thẻ là Voncat đấy nhá. Một thẻ nữa thì ném cho Malok lên Malok 3 được. Hoặc thậm chí lên Voncat 3 cũng được. Khá là nhiều khả năng. Hai thẻ tăng sao ném cho hai Voncat thì... Lại hai thương bên này. Còn nhà hai thương này. Ngon, kèo bắn ulti đẹp lắm. Đừng mà khá xa. Rồi, bắn hết đi lên 30. Mình cần sẽ truy hồn nhất nhé. Okay. Cho teo. Đào mình sống, đào mình bắn hết. Malok này. Bắn Malok này. Malok nữa này. Nếu muốn tích vàng một tí thì tạm thời không roll nữa vậy. Uống tích vàng tìm con cát nó lấp các thứ. Bán đây hạn này. Nó lúc nhảy được phát. Ok. Phát thở được. Cát mình còn liềm còn giáp hộ mệnh nữa. Ok, bạn nữa đi rồi. Đã yên tâm. Chưa có đủ 6 thú nhưng mà vẫn khá là yên tâm. Mình thấy sợ sệt gì. Đủ 6 thú mình sẽ bỏ con Vera thôi, mình đánh 4 ma tộc mà. Ok, vẫn còn 2 bạn. Kinh nhở, 2 thương 2 bên. Góc này ra thương nó bắt này đi. Cho hai thương bạn ấy bắt hai bên này nhé, xong rồi mình sẽ thủ nhé. Một cát bạn bay sang bên này, nó cót bay xuống dưới rồng như này. Cáp nhỉ. Ok. Bạn này chắc đi rồi. À, bạn này vào mình à? Cũng vào được mình à? Căng thẳng đó. Nguyên tố à? Tố án này. Okay. Chơi hai bạn còn nó mình hơi rối não một tí, chứ chơi một bạn thì ok, chơi luôn. Lily cho nó có thêm để thêm teo này. Ok, tạm thời này. Lại này sang bên này. Thú mình chết lâu nhỉ. Thú mình mất thời gian để chết quá các bạn ơi. Mày còn cắt nhảy được. Chém được nhé. Không chém được. Rồi. 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 Ron. Ơi, Bandu. Quên mất bạn ơi. Đi Bandum đấy. Tay mình nhanh quá, tay mình nhanh hơn não các bạn ơi. Ok.
ngay bên này lớp đấy. Nếu không chỉnh sửa thì mình cứ để này thôi. Phải lên 6 thú cơ các bạn. Còn 6 thú cũng căng. Tuy nhiên quên một con bản đùi. Ô 7 con cát này. Mình cầm 2 con đấy, bạn kia mới có 1 con von cát mà bạn ấy. Mình lên von cát 3 nhỉ, khi lên von cát 3 đi. Nhiều tiền lên von cát 3 luôn đi. Mà lúc 3 rồi này. Chờ lốt von cát 3 nhé. Sắp rồi các bạn ạ. Sắp rồi. Cát nữa này. Ok baby. Này thôi. Xong rồi ván sau mình sẽ lên được con cắt 3 đấy. Mình thiếu một con nữa. Ô, có thể tăng slot tướng nữa này. Hãy cho thêm Lily vào được này. Cho thêm Lily lấy thêm nhà phù thủy được này. Ủa, crap mình đi lên. Ui à, vào đây con quét mình đi lên ạ. Cắt mình nhảy được. Cắt mình chưa có sách thánh nhỉ. Sách thánh chưa có choi nhỉ. Bình tĩnh, không sao. Chưa sao hết, không sao hết các bạn ơi. Sao hết các bạn ơi. Sao hết các bạn ơi. Rồi, ok, lên lại này. Bye bye các bạn. Đây, đó, Lily đứng đây. Mày lấy choi đi nhá. Bà lốc này, lấy này đi. Hai bạn này luôn đi. Bye bye, nhiều tiền phết các bạn. Nhiều tiền phết các bạn ơi, mà lốc 3. Một con. Này cho bạn này, này. Ok, hết rồi không? Ok. Ok, lấy luôn, Volcat. Volcat 3 sao? Mà lúc 3, Volcat 3 luôn các bạn ơi. Cháy. Sao mình con Volcat mình bị Lily choáng à? Hay làm sao chứ? Đó, Volcat 3, mà lúc 3 phát lật kèo liền. Lật cái kèo lại liền. Cái kèo lại liền. Mình đổ con cát này, mình đổ này cho ma lốc này. Sách truy hồn nhỉ. Sách truy hồn nhỉ. Cát lấy thay vót cát cho bạn ấy đỡ lấy nhá. Ngọc đại, con vót cát này đâu, con... Đã có bạn này bắn ok phết nhỉ. Mình đã không muốn ném sách cho con ma lốc lắm bởi vì mình sợ con ma lốc mình bị tèo ấy. Mình nghĩ bạn cũng teo mình nếu mà để vào góc thì nó vẫn bắn được. Để vào góc xong rồi để con Lily bên cạnh thôi là nó teo mình vẫn bắn được. Đúng một tiếng. Này thôi được rồi. Nó cót đi xuống đúng chỗ này. Theo mình cũng bắn được, theo mình vẫn sống được. Nhảy, đúng rồi. Theo bắn được. Ma lốc nhảy được. Úi giời. Sao con cát lại không bị choáng nhỉ? Cát kia nhảy ra ấy mình kìa. Mình máu thật. Này, cần máu phết nhỉ. Mình vẫn hơn một tại mất tí. Hai góc bên kia không? Thổi từ giữa ra mình né không? Để con teo ở đây né. Này con Nacot nó xuống chém con Lily của mình. À đào góc à? Góc thì đào góc. Ôi trời. Ôi không kịp. Cần con thú nữa bên kia.
không sao các bạn ạ. Ai à, đi có khi cũng có sao ấy nhỉ. Dòng ấy đang thổi vào con cát của mình kìa. Keo mình cần bắn vào con cát này ngay tức mà lúc nhảy được này. Nhảy mà cháy thế đấy. Ôi, con cát nó nhảy vào con keo mình rồi. Dòng bạn ấy nó dòng bạn ấy thổi được cái con ấy của mình trước các bạn ạ. Cam go ở cái chỗ con rồng bạn ấy nó lại đang dí vào cái con dí vào con phong cát nhà mình trước. Teo này, ồ teo lại nhá, teo lại nhá. Đây này, bế hai con ở đấy mình hơi lỗi để nó bế hai con kia chứ không con đấy không được dễ không được chạm vào con teo của mình đâu. Omen được lẽ đang được chạm vào con teo nhà mình. Teo mình đang cầm đam, mình không dám bỏ cái liềm con teo sang con khác bởi vì mình có thể lấy giáp bảo mệnh cho con teo cũng được nhưng mà giáp bảo mệnh cho con cắt ba cũng cần thiết. Mang giáp bảo mệnh cũng bị cầm go. Thế hóa con teo ạ. Đi lên teo 3 ấy nhỉ. Lên teo 3 nữa. Clip này hoàn thiện luôn đấy. Teo 3, Malok 3, Volcat 3. Ôi, có thể đặt sao. Thêm một con teo thôi được. Đây rồi. Chính xác là bạn ấy. Chính xác là bạn ấy đấy. Chính xác là bạn đấy. Anh yêu em. Anh yêu em. Lily 2. Ok, bây giờ đừng thua, trận này mà thua thì mình nhục cái mặt mình lắm trời ơi. Tặng lưới này. À, cái gì đây? Để con cát ở lại à? Để con cát ở lại cho hai con kia bay thôi gì? Ok. Hey baby. Hey baby, baby cứ ở lại đi. Teo anh né ở góc này luôn. À, cũng quên mất con rồng thổi ra bên này nhưng mà không sao, con rồng thổi ra bên này thì con rồng nó lại không thổi được vào con cát nhà mình. À, nó thổi được một phát. Không sao, mình có teo 3 baby. Teo 3 baby. Ấy, không đi trượt. À rồi nhưng mà đấu cũng kết thúc đấy, tại đây rồi. Ai ai ai. Teo 3, Malok 3, con cát 3. Ai mình đã rồi đấy. Ê, bên mình đây này. Kết thúc rồi, bạn thích cái video trên like, subscribe, comment. Chắc không cần comment xuống phía dưới đội hình mà các bạn muốn mình đánh tiếp đâu. Bởi vì thực ra mình nhiều vít quá đấy, đánh theo đội hình quá là. Comment xuống phía dưới các cái góp ý mà mình để mình chơi hay hơn thôi nhé. Ok, bye bye. Bye bye.